Mỹ ra tối hậu thư cho Kiev. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Chuyến đi tới Mỹ để cầu viện thêm nguồn viện trợ của Tổng thống Zelensky không đạt được như kỳ vọng mà còn nhận được tin xấu hơn. Đó là Mỹ đã đưa ra tối hậu thư buộc Ukraine phải cải cách trước khi muốn nhận được thêm viện trợ. Nhưng cải cách đồng nghĩa với việc mất đi quyền tự chủ vận mệnh dân tộc Ukraine sau này. Trong khi người Nga đang đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng ở mức chưa từng có để chuẩn bị cho những cuộc tấn công lớn hơn trong tương lai, Liệu chính quyền Kiev sẽ quyết định ra sao trước bối cảnh khó khăn này? Tuyên truyền vô tác dụng, Mỹ ra yêu sách với Ukraina Tờ New York Times vào hôm 25 tháng 9 đăng bài viết có tiêu đề Quân đội Ukraina tuyên bố sẽ giết người đứng đầu hạm đội Biển Đen của Nga. Tờ này dẫn lời quân đội Ukraina khẳng định họ đã giết chết chỉ huy quân đội Biển Đen của Nga là đô đốc Viktor Sokolov trong một cuộc tấn công tên lửa vào trụ sở hạm đội Biển Đen vào hôm 23 tháng 9. Trước đó, thì Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng tuyên bố rằng có ít nhất hai tướng cấp cao của Nga đã bị thương, trong đó có đô đốc Viktor Sokolov. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Nga đã nói rằng, không có ai ở trong tòa nhà vào thời điểm mà tên lửa Ukraine bắn trúng. Trụ sở chính thực sự đặt trong một bong kè nằm sâu dưới lòng đất, ở một nơi không thể xác định. Nhưng cảnh quay cuộc họp ban giám đốc mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow vào hôm 26 tháng 9 cho thấy đô đốc Viktor Sokolov đã tham gia cuộc họp giao ban qua sóng truyền hình trực tiếp. Ông đã xuất hiện tổng cộng 6 lần trước ống kính máy quay. Kênh Sky News ngày hôm qua cũng yêu cầu phía Ukraine làm rõ thông tin. Có phải là đô đốc Sokolov đã chết như quân đội nước này tuyên bố hay không? Tuy nhiên, thì câu trả lời của Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov lại có vẻ khá ngờ nghịch. Ông này nói rằng, ông ấy đang ở trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của chúng tôi. Lẽ ra ông ấy không nên ở đó. Vì vậy mà nếu ông ấy chết, đó là tin tốt cho mọi người. Có thể nói công chúng ngày càng tỏ ra chán nản trước các tuyên truyền dối trá của các quan chức Ukraine. Rõ ràng, giới lãnh đạo Kiev cũng đang cảm nhận họ sẽ bị bỏ rơi. Và nhìn chung ở Ukraine thời điểm này, bầu không khí ngày càng trở nên u ám hơn về tương lai của đất nước. Chỉ trong vòng vòn vẹn có 2 tháng, Tổng thống Zelensky đã phải đối mặt với 3 lần thất bại trên trường quốc tế. Đầu tiên là kỳ vọng trở thành tư cách thành viên NATO đã tan thành mây khói tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hồi tháng 7. Tiếp theo là cuộc khẩu chiến với Ba Lan dẫn đến việc chính quyền Ba Lan phớt lời yêu cầu gặp mặt giảng hòa của Tổng thống Zelensky và đưa ra yêu sách buộc Ukraine phải rút đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới và từ bỏ các lệnh trừng phạt thương mại đơn phương. Và cuối cùng là chuyến đi gần như trắng tay của Tổng thống Zelensky tại Mỹ. Không những vậy, chính quyền Biden vừa mới công bố một lá thư với danh sách các yêu cầu Ukraine buộc phải thực hiện nếu muốn nhận thêm viện trợ. Bức thư dài 5 trang bao gồm danh sách cải cách ưu tiên, cải cách liên quan đến các điều kiện về hỗ trợ của Mỹ. Bức thư đòi hỏi một cuộc cải cách toàn diện tại các cơ quan quyền lực nhất của Ukraine và yêu cầu Kiev phải bổ sung nhân sự nước ngoài vào các tổ chức chính phủ được chỉ định. Bức thư cũng đặt ra mốc thời gian là khoảng từ 3 đến 6 tháng, và muộn nhất là 12 tháng, buộc Ukraine phải thực thi cải cách nghiêm túc vấn đề này. Rõ ràng, chính quyền Zelensky đã hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ và nhiều khả năng sẽ buộc phải cơ cấu một số vị trí cho người phương Tây vào chính phủ điều hành đất nước. Và để tiếp tục nhận được các nguồn viện trợ, thì Tổng thống Zelensky và nhóm cố vấn của ông sẽ sẵn sàng bán một số ghế tại Quốc hội, Tòa án Hiến pháp và Bộ Quốc phòng cho Mỹ và NATO, như cách ông đã cắt đất bán với giá rẻ mạt cho các quỹ đầu tư của Mỹ. Nếu không thực thi theo yêu cầu của bức thư đề ra, tất nhiên chính quyền Biden sẽ cắt tài trợ cho Kiev. Lưu ý là thâm hụt ngân sách của Ukraine năm 2024 dự báo là 43 tỷ đô la. Website Bộ Tài chính Ukraine vào hôm 26 tháng 9 cũng xác nhận con số này. Khi Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Machenko đã thừa nhận rằng đất nước ông đang phải dựa vào các đối tác phương Tây để trang trải các chi tiêu xã hội và quốc phòng, ước tính khoảng 43 tỷ đô. Tờ Reuters ngày hôm qua cho biết rằng Thượng viện Mỹ đã phê duyệt một dự luật nhằm tạm thời ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa. Trong đó, có bao gồm việc phân bổ 4,5 tỷ đô cho Ukraine. Tuy nhiên, con số 4,5 tỷ đô không phải là tin tốt lành cho Ukraine lúc này nếu tính đến con số tầm hụt 43 tỷ đô la. Điều đó có nghĩa là Tổng thống Zelensky không có đủ tiền để tiếp tục duy trì cuộc chiến vào năm 2024. Trong khi Ukraine đang trông chờ vào các đối tác phương Tây, thì tình hình kinh tế của Đức, đầu tàu kinh tế châu Âu lại cực kỳ ảm đạm. Ở bên kia Đại Tây Dương, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tin chấn động rằng tổng nợ của Mỹ đã vượt qua 33.000 tỷ đô la tăng 56 tỷ đô la trong một ngày và tăng thêm 1.000 tỷ đô la chỉ trong vòng 3 tháng. Ở chiều ngược lại, Nga đang lập ngân sách quân sự kỷ lục. Nga có kế hoạch tăng chi tiêu cho ngân sách quân sự và xã hội thêm 25,8%, lên con số 36,6 nghìn tỷ rúp, tương đương với 383 tỷ đô la vào năm 2024. Trong đó, Nga đã tăng gấp đôi mục tiêu chi tiêu quốc phòng vào năm 2023, lên tới hơn 100 tỷ đô la. Trong khi đó, thì truyền thông độc lập Moscow Times ước tính rằng lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga. Quân đội và tổ hợp công nghiệp quân sự của nước này sẽ nhận được hơn 200 tỷ đô la vào năm 2024. Và tờ này xác nhận rằng, những khoản chi tiêu quân sự như vậy chưa bao giờ từng có trong lịch sử hiện đại của Nga. Và với kết quả thực chiến đang nghiêng về phía Nga trong thời gian qua, thì sang năm 2024, được dự báo cuộc chiến sẽ thuận lợi hơn đối với Nga, khi nước này đang tăng cường đẩy mạnh sản xuất UAV Lancet, cũng như là nhận thêm hàng triệu quả đạn pháo từ Bắc Triều Tiên. Điều này sẽ cho chúng ta đoán trước được kết quả cho Ukraine, đặc biệt khi xét đến những thất bại trên trường quốc tế của lãnh đạo nước này. Việc Mỹ và NATO viện trợ lô xe tăng Abram cho Ukraine như cam kết trước đó chỉ là giọt nước cuối cùng trước khi cuộc xung đột bị đóng băng. Nga tuyên bố Abram sẽ bốc cháy ở Ukraine. Vào tối ngày 26 tháng 9, Nga đã tấn công một cơ sở chiến lược quan trọng của Ukraine. Đó là sân bay quân sự Kumbakino nằm ở phía đông của Nikolaev, hậu quả là máy bay Su-24M của Ukraine đã bị phá hủy. Cùng ngày hôm đó, thì Điện Kremlin cho biết xe tăng Abram do Mỹ cung cấp ở Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Nga, và chúng sẽ bốc cháy giống như các thiết giáp khác của phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, không có thuốc chữa bách bệnh, không có loại vũ khí nào có thể thay đổi cán cân quyền lực trên chiến trường. Chúng cũng sẽ bốc cháy. Tuyên bố này của ông Peskov được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Zelensky thông báo lô xe tăng Abram đầu tiên đã đến Ukraine. Ngay cả các quan chức Ukraine cũng thừa nhận rằng Abram không có khả năng làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc chiến. Bởi họ hiểu rằng người Nga có thuốc giải để chống lại loại xe tăng kiên cố này. Đó chính là UAV Lancet, cơn ác mộng của xe tăng phương Tây. Tờ Bloomberg đã mô tả như sau. Pops Selly, một nghị sĩ đảng bảo thủ của Anh gần đây đã đến thăm tiền tuyến ở Ukraine. Báo cáo rằng người Ukraine đang phải chịu thương vong rất nặng nề. Ông ước tính, cứ mỗi 75 mét lãnh thổ được chiếm lại thì có một binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Phần lớn cuộc tàn sát được thực hiện bằng súng đạn cối 120 ly, nhưng trong đó có tính hiệu quả ngày càng tăng của UAV Lancer của Nga. Trong khi ấy, thì tờ For hôm 23 tháng 9 đăng bài viết có tiêu đề Người Nga vừa hạ gục 1 phần 5 số xe tăng Street Van 122 tốt nhất của Ukraine. Tờ báo này đã mô tả rằng Máy bay không người lái chứa đầy chất nổ của Nga đã vô hiệu hóa hai chiếc xe tăng Street Van 122 của lữ đoàn cơ giới số 21 của quân đội Ukraine. Street Van 122 nặng 69 tấn là bản nâng cấp của xe tăng Leopard 2A5 do Đức hợp tác với Thụy Điển đồng sản xuất. Đây được cho là xe tăng tốt nhất của Ukraine. Ít nhất là cho đến khi những chiếc Abram M1 do Mỹ sản xuất bắt đầu được tung ra chiến trường vào cuối tháng này rõ ràng là các thiết bị vũ khí thần kỳ của nato cũng không thể cứu vãn được tình hình của ukraine trên chiến trường hiện tại thì ở washington đang dấy lên hai luồng quan điểm trái ngược nhau một bên là muốn đóng băng ngay lập tức cuộc xung đột để cho mỹ một lối thoát tránh bị sa so lầy tại đông âu trong khi bên kia muốn tiếp tục ủng hộ chính quyền kiev kéo dài cuộc chiến tuy nhiên chiều hướng đóng băng xung đột đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi thậm chí ngay cả trong số những người trước đây đã từng ủng hộ ukraine vô điều kiện đó là lý do tại sao châu Âu ngày càng cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần phải chấm dứt, theo kịch bản của Triều Tiên. Đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Biden đang phải đối phó với Đảng Cộng Hòa, muốn giảm bớt sự hỗ trợ cho Kiev. Nhà báo người Anh Neil Ferguson cũng đã nêu ra chủ đề chấm dứt chiến tranh ở Ukraine theo mô hình Hàn Quốc trên tờ Bloomberg vào hôm 24 tháng 9 rằng Cảm giác hưng phấn có thể cảm nhận được khi tôi đến thăm Kiev một năm về trước, nhưng phần lớn đã phai nhạt. Thay vào đó là sự kiệt sức, những người lính từ tiền tuyến trở về đều mệt mỏi và họ không ngại thừa nhận điều đó. Nhà báo người Anh này cũng thừa nhận rằng cuộc phản công mùa hè với mục tiêu tiến sát lãnh thổ Crimea là không thực tế. Ông viết rằng, giờ đây thì dường như ngày càng ít khả năng người Ukraine thành công trong việc chia cắt cầu đất liền của Nga với bán đảo Crimea bằng một bước đột phá tới Biển Đen hoặc Biển Azov. Giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến có thể là một cuộc không kích của Nga vào Ukraine. Thành phố Lviv ở phía tây Ukraine mà tôi đã đi qua trên chuyến tàu tới Kiev đã bị tấn công vào tuần trước. Đó là lý do mà theo nhà báo này, Ukraine không nên mạo hiểm với một cuộc chiến kéo dài với nguy cơ làm suy yếu sự hỗ trợ của phương Tây, mà nước này cần củng có những gì đã đạt được. Có nghĩa là Ukraine nên đóng băng cuộc chiến dọc chiến tuyến hiện tại. Một số nhà lãnh đạo châu Âu đã nhấn mạnh rằng cuộc xung đột tại Ukraine đang lầm vào thế bế tắc. Họ tin rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với viễn cảnh tồi tệ hơn rất nhiều nếu không nhanh chóng đàm phán với người Nga. Tuy nhiên thì phương Tây lại không hề tính đến liệu người Nga có muốn đóng băng cuộc xung đột hay không. Nguồn tin nội bộ của Ukraine vào hôm 26 tháng 9 cho biết rằng, chính quyền Biden đã công khai yêu cầu Tổng thống Zelensky bắt đầu quá trình đàm phán với Điện Kremlin vào cuối năm nay, thông qua bên thứ ba là các nước Ả Rập Xê Út. Chính quyền Biden cũng yêu cầu Tổng thống Zelensky cuộc chiến ở Ukraine phải bị đóng băng vào mùa xuân năm 2024. Như vậy, chúng ta có thể thấy, nhiều khả năng chính quyền Biden đang xa lầy tại chiến trường Ukraine. Và với chính sách đối ngoại giàn trải cả Đông và Tây, liệu có thể mang đến lợi thế cho chính quyền Biden hay không khi mùa bầu cử 2024 đang cận kề? Thỏa thuận Trung Đông của Biden thảm họa cho nước Mỹ Tiếp nối với chính sách thảm bại tại Đông Âu, chính quyền Biden hiện đang xem xét một thỏa thuận đảm bảo an ninh chính thức cho Ả Rập Xê Út bằng cách giúp vương quốc này phát triển chương trình hạt nhân để đổi lấy việc Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với Israel và xa lánh Nga. Tổng thống Biden và nhóm cố vấn của ông lập luận rằng Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia với thỏa thuận đó. Chính quyền Biden ngày càng lo sợ rằng Mỹ đang mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông trước Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên một lần nữa, Tổng thống Biden đã tính toán sai. Việc ký kết một thỏa thuận an ninh chung với Ả Đạp Xê Út sẽ là một tính toán sai lầm thảm khốc. Như tờ Wall Street Journal đưa tin rằng, nguồn tin từ các quan chức Ả Đạp Xê Út cho biết, Thái tử Mohammed bin Zaman kỳ vọng rằng, bằng cách để các cường quốc chống lại nhau, Ả Rập Xê Út cuối cùng có thể gây áp lực buộc Washington phải chấp nhận các yêu cầu của mình để tiếp cận nhiều hơn với vũ khí và công nghệ hạt nhân của Mỹ. Lưu ý là mặc dù là đồng minh quan trọng của Mỹ, nhưng Ả Rập Xê Út lại có mối quan hệ sâu rộng với cả Nga và Trung Quốc. Có điều dù Nga và Trung Quốc đã mở rộng tầm ảnh hưởng của họ ở Trung Đông, thì cả Moscow và Bắc Kinh đều không thể lấp đầy khoảng trống của Mỹ để lại ở Trung Đông. Chính vì vậy mà Ả Rập Xê Út và các quốc gia Trung Đông đã mở rộng quan hệ với cả Nga và Trung Quốc. Điều này khiến chính quyền Biden lo lắng về việc mất vị thế trước hai đối thủ lớn này. Điều đó sẽ khiến Mỹ phải có những nhượng bộ lớn về chính sách đối với Ả Rập Xê Út, dẫn đến một loại chiến lược đòn bẩy ngược. Đỉnh cao của chiến lược đòn bẩy ngược này là trò chơi mèo vườn chuột mà Thái tử Bin Salman đang ra giá với Tổng thống Biden. Để Ả Rập Xê Út tham gia vào Hiệp định Abraham, đương nhiên Mỹ phải có quả cho tay. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump đưa ra hiệp định này vào năm 2020, giúp Israel chính thức bình thường hóa quan hệ với Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sau đó là mở rộng sang cả Sudan và Maroc, các quan chức Mỹ đã quyết tâm đưa Ả Rập Xê Út vào hiệp định này. Mục tiêu của Mỹ là thông qua hiệp định Abraham nhằm biến các cựu thù trong khối Ả Rập gom vào một liên minh. Mỹ hy vọng sẽ tạo ra một khối liên minh chính thức để phục vụ cho lợi ích của chính mình, nhằm duy trì ảnh hưởng và quyền lực tại Trung Đông, trước bối cảnh Nga và Trung Quốc đang chiếm ưu thế. Đồng thời cho phép chính quyền Biden dành tay để tập trung vào các điểm nóng trên thế giới như Đông Âu hay là châu Á Thái Bình Dương. Nhưng đó là ý định của Mỹ. Tuy nhiên, các nước Ả Rập Xê Út lại không nghĩ như vậy. Họ muốn thông qua hiệp định Abraham này như là một cách để Mỹ tiếp tục bảo đảm an ninh cho họ, chứ không phải là phục vụ lợi ích cho Mỹ. Tức là quân đội Mỹ sẽ phải tiếp tục căng sức để bảo vệ các chính quyền Ả Rập trước chủ nghĩa khủng bố tại khu vực này. Đó chính xác là mục tiêu mà Ả Rập Xê Út muốn mặc cả với Mỹ để tham gia vào hiệp định Abraham bằng cách buộc Mỹ phải viện trợ vũ khí và chuyển giao công nghệ hạt nhân để đảm bảo an ninh cho vương quốc này. Rõ ràng, việc Tổng thống Biden ký kết thỏa thuận an ninh với Ả Rập Xê Út đã dẫn đến một vòng luẩn quẩn. Đó là Mỹ sẽ phải tiếp tục chống đỡ các nhóm khủng bố là nguồn gốc gây nên bất ổn tại Trung Đông mà Mỹ đã phải đối mặt trong suốt gần 3 thập kỷ qua. Trong khi đó, Trung Đông dường như không quan trọng đối với an ninh của Mỹ. Chuyên gia Justin Logan của Viện CITO đã nhận định rằng Trung Đông là một khu vực nhỏ nghèo và yếu, bị bao vây bởi một loạt các vấn đề mà hầu như không ảnh hưởng đến người Mỹ và các lực lượng của Mỹ không thể giải quyết. Điều tốt nhất nước Mỹ có thể làm là rời đi. Mỹ đã từng xa lầy tại Trung Đông, trong khi khu vực này không có tầm quan trọng chiến lược như châu Á-Thái Bình Dương và cũng không có đối thủ nào đe dọa hất cảng vị trí số 1 của Mỹ ngoài Trung Quốc. Nhưng với việc xem xét thỏa thuận bảo đảm an ninh cho Ả Rập Xê Út, thì Tổng thống Biden lại đang đưa quân đội Mỹ quay trở lại khu vực nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố và mâu thuẫn sắc tộc này. Đó là lý do vì sao nói thỏa thuận Trung Đông đang mang lại thảm họa cho nước Mỹ. Thêm vào đó là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo Putin và Bin Salman, cũng như vai trò của họ với tư cách là lãnh đạo của hai khối OPEC và OPEC Cộng, cũng sẽ không khiến Ả Rập Xê Út nhanh chóng rời xa Nga như là Mỹ đang mong muốn. Và Tổng thống Biden dường như là đang tiếp tục thất bại trong chính sách đối ngoại của mình. Và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.